Chào đón mọi người đến với trung tâm nghiên cứu thực vật của Amway tại Vô Tích. Và bây giờ hãy cùng Triều đi khảo sát xem coi trung tâm này có gì nhé. Let's go! Triều mở quyển sách New Delight cho mọi người xem nha. Triều đang đi trên cây cầu đến với ước mơ và ngôi nhà mơ ước của Karen Bott. Khi bước vào trong vườn hoa thì một cái mùi hương phải nói rằng là nó xông vào rất là ngào ngạt, rất là tuyệt vời các anh chị ơi. Xin mời tất cả mọi người vào. Hãy cố gắng lên, hãy cố gắng nỗ lực nhé, để cho phép mình có mặt tại Viện Nghiên cứu Nutrilite tại Vô Tích. Hẹn gặp lại tất cả các anh chị vào tháng 4 nha.